con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga, nhắc lại chuyện đặc biệt trong quá khứ. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đến thăm hỏi sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga. Tuy bận rộn với công việc buôn bán cũng như thường xuyên nhận lời đi hát, Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn dành thời gian đến thăm hỏi nhiều nghệ sĩ vốn là đồng nghiệp của ba. Mới đây, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đăng tải những khoảnh khắc được chụp trong chuyến đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Trong bài đăng, Hồng Loan nhắc lại chuyện đặc biệt lúc cố nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Hồng Nga từng đi diễn chung. Này con được qua thăm má Hồng Nga, một trong những đồng nghiệp của ba Vũ Linh. Má tuy hơi lẫn một xíu mà còn khỏe lắm cô chú anh chị ơi. Con chúc má thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui tươi cho con cháu vui. Có dịp con lại qua thăm má nữa nha. Theo hình ảnh do Hồng Loan đăng tải, nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại vẫn tươi tỉnh khi có người đến thăm. Tuy bà không còn nhớ được nhiều như trước nhưng thần sắc khỏe mạnh, hồng hào. Để giúp nữ nghệ sĩ có thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng những nghệ sĩ thân thiết mới đến thăm hỏi, tránh tình trạng làm phiền đến lịch sinh hoạt của bà. Do đó, khi được con gái nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ tình hình của nghệ sĩ Hồng Nga, nhiều khán giả để lại bình luận thay lời chúc sức khỏe đến nữ nghệ sĩ. Trước đó, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung từng đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Tuy tuổi cao, sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng bà vẫn khiến thế hệ đàn em trầm trồ, ngưỡng mộ vì chất giọng hay như ngày nào. Giọng hát cô Hồng Nga vẫn hay nhưng thương lắm có một câu cô hát đi hát lại 3 lần. Người nhà nói năm nay cô bị lẫn nhiều và cô muốn nói gì thì nói. Đôi khi cô không kiểm soát lời nói của mình, nghệ sĩ Phương Dung từng chia sẻ. Hiện, nghệ sĩ Hồng Nga sống cùng con trai và con dâu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bà từng qua Mỹ sống cùng con gái nhưng sau đã về lại Việt Nam vì cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống ở xứ người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.